Học sinh mình ra chưa? Đủ người chưa? Gì đó. Alo. Sao vậy? Đi có mệt không? Đi có mệt không? Dạ không. Ngủ thế nào không? Dạ có, em ngủ suốt chặng bay. Ok, thế được rồi. Các cô này. Cô này ở Đà Nẵng này. Đó. Đâu có những đồ mình như nào? Chắc là đủ. Ồ, đây hơi khó. Sao mọi người đi có mệt không? Ngủ tí nào không? Ngủ nhiều đấy à?